shop đức thoại vlog.com, shop bán nick liên quân, liên minh, free fire, đột kích, ngọc rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shop đức thoại vlog.com ủng hộ mình nhé. Đấy ok mọi người ạ. Đấy thì thật sự bây giờ mình đang chia tay Ngọc rồi. Có mỗi rượu thôi mà nó cũng chia tay mình có chơi gái đâu cơ chứ. Mình gọi điện không nghe rồi. Em ơi, anh bảo. Tôi thì anh nói chung là đến giờ phút này cũng không có gì để anh nói với em cả. Tất cả mọi người nói với anh thì hôm nay cũng muốn tặng một bát thì bây giờ em nghe nhá. Mà sao em vẫn còn buồn, còn ướt mắt hoen mi lệ, còn lặng lòng hoài như thế. Người nói em chẳng lo buồn, mà trong em say lệ tuôn. Và em nói em tròn cô đơn, anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn. Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Thật lòng anh hiểu rõ vết thương em tìm thật sâu, đã khiến tim u sầu. Vậy giờ anh học cách để yêu một người tốt. Yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Thật lòng anh hiểu rõ vết thương em tìm thật sâu, đã khiến tim u sầu. Vậy giờ anh học cách để yêu một người tốt. Vậy giờ anh học cách để yêu một người tổn thương. Buồn buồn lắm anh em ạ. Mẹ kiếp chứ. Có thế là cũng chia tay mẹ hôm nay. Sư ra mẹ hôm nay ra quán thì có thế là chỉ thiếu lắm nó vào quán làm gì biết. Mày đang thất tình đang ngồi mà mày nghĩ tao đi chùa đi tu với mày mà mày ngồi đây để rủ tao đi à? Đi về chùa mày, cái chùa tao chúc chùa gì kia mày đó khốn trỏ chứ buồn quá rồi là số ngọc lu cổng đây nhở cay. Hello, xin chào mọi người nhá. Bây giờ mọi người nhìn cái mặt mình này anh ạ. À, anh nhìn mặt mình trông này thật sự mọi người là mình nói chung là hết bệnh này là có bệnh khác. Mình hết Zola mình khỏi rồi thì mình lại bị bệnh gì nhỉ? Mình gọi bệnh gì? Zozobrokura. À rồi đấy, xong bây giờ lại bị mụn mọc đầy mặt nữa này. Ui giời, mình không biết tại sao luôn. Xong rồi hôm nay ngày con Diễm này, nó là cả thằng Tuyền nó xuống nhà bố mẹ nó thì mình với nhà mình định đi ấy, nhưng mình không đi đâu thì mình có liên quan đến nhà nó đâu mà mình đi. Mình không phải là chồng của Diễm đâu, đúng không? Đấy thì hôm nay mình để nhà mình. Mình một thằng con trai không biết nấu cơm nên cuối cùng hôm nay mình phải nôi thằng Béo Huy để bạn. Đấy, đây Béo Huy. Đấy, anh em chắc có thể là nhiều anh em vẫn nhớ Béo Huy nhưng mà có thể nhiều anh em mà quên Béo Huy rồi. Thì tại vì là Huy là hiện tại là đang là thành viên chính của team mình, là đang làm video chính cho mình. Là nó sẽ giữ được tất cả những gì quan trọng mình là kênh này, xong là làm video mình nói chung là video của mình ra ấy, đấy là một phần là phần lớn là do thằng Huy mọi người nhé. Đấy thì các bạn nào mà trong đây yêu quý mình ấy, thì hãy sang đăng ký kênh của Huy nhé. Thì kênh của Huy là gì Huy? Huy Trọng. Ờ, kênh của Huy là Huy Trọng. Thì mình sẽ để link kênh của Huy ở dưới phần mô tả và dưới phần comment. Các bạn nào yêu quý Huy thì vào ủng hộ cho Huy nhé mọi người nhé. Đấy thì hôm nay là một mình ở nhà thôi thì mình không biết nấu thì mình phải lôi thằng Béo Huy này vào nấu hộ. Mình thề. Đấy Huy là một thời là làm đầu bếp ở nhà hàng gì ấy. Mình thề mọi người nhá. Mình chỉ biết nấu một cái nồi cơm này thôi. Đây mình cắm nồi cơm này là xong. Kể cả mình bảo mẹ bố mình bảo mình vừa nhặt cái rau đây gọi rau gì nhỉ, đây ở đây đây gọi rau cải cúc nhưng mà mình cũng không biết đây rau gì mà mình cũng không biết nhặt như nào cơ thì mọi người vào là đạo diễn. Thì mọi người nhìn có thể là bảo là mình là ai bỏ có thể bảo là mình là công tử nhưng mà không phải nấu lấy lọi nhưng mà không phải mà vì là mình từ trước giờ mình chỉ chưa bao giờ mình ăn được những cái món như kiểu là tôm hay là gì cả nên là mình không biết nấu. Từ trước giờ mình chỉ ăn trứng luộc này hay là trứng tráng hay trứng chưng này, cả thịt luộc, thịt rang đấy là thì mình biết làm.
đây một cái nhiệt, còn đây là món tôm này. Đây là tôm. Đây là đấy. Rồi nước cho ông biết. Đây là tôm này. Đấy. Mình có biết không, thật sự không biết nấu vì không ai dạy mình cả, chỉ có Ngọc là biết nấu thôi. Thì Ngọc thì hiện tại lại hôm qua mọi người ạ. Mình mỗi thật mỗi lần là mình đi uống bia rượu về là ít rằng một lần là cãi nhau. Và một tuần là mình đi uống có 7 lần 7 4 7 hôm thì mình đi 6 hôm. Thì mình đi 6 hôm mình Ngọc khóc 6 lần. Và khóc nhiều quá đến nỗi là không có nước mắt để khóc nữa. Thì Ngọc đã quyết định là chia tay. Và trước khi chia tay, Ngọc có đọc số điện thoại của mẹ Ngọc, bố mẹ Ngọc cho mình để cho mình alo. Mình alo một phát là để mình nói bố mẹ Ngọc là mình xin lỗi bố mẹ Ngọc, cả mình sẽ chia tay Ngọc. Nhưng mà sau clip này mình cũng nói luôn cho mọi người biết này. Có đầu khớp nhá. Chia tay à? Tuổi rẻ. Mẹ mất công 3 năm yêu. Mà đúng rồi, mình mất công 4 năm yêu, mất bao nhiêu công sức, mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt và mất bao nhiêu cái gọi là cái cơn tức giận nhỉ, mất bao nhiêu phần trăm gọi là nói chung là nó phải làm cho mình phải suy nghĩ nhiều rồi đấy. Thì làm gì có chuyện là mình chia tay dễ dàng thế, đúng không? Đấy, thì hôm nay mình sẽ, hôm nay Huy Chọc sẽ đạo diễn là món gì Huy? Đây là cái khúc ruột này, mấy cả gọi là tôm thịt của rang nhỉ, rang mắm muối. Anh không biết là mày đừng hỏi anh, mày chỉ biết mày làm thôi. Anh hỏi mày, mày làm cái gì thì mày nói thôi chứ mày đừng hỏi anh, anh không biết đâu. Đây nhá, món này là rau luộc thì ai nói chung là hầu như ai mới làm rồi. Đây là tí món này này, tí của Giang thì nó đơn giản thôi, tí em dạy anh làm sao mới làm ai mà. Được. Vậy mình khẳng định mọi người luôn. Nếu mà một cô gái nào ấy mà thực sự muốn cái con người như Huy, mình không phải khen, không phải lịnh đâu. Nhưng mà thật sự thằng này là cái gì nó cũng biết làm và nó chăm chỉ, nó hơn cái đứa gái cơ. Thì các bạn nữ nào mà chưa nhiều cứ liên hệ cho thằng béo Huy này nhá mọi người nhá. Facebook là Nguyễn Văn Huy đấy. Mọi người cần Facebook, mọi người cứ nhắn tin cho mình hoặc là các một thế giới, mình sẽ gửi cả link Facebook cho mọi người luôn. Thì Huy là đi theo mình là được cách đây phải tám tháng phải gần năm rồi đấy. Thì trước Huy cũng có một cái kênh YouTube, nhưng mà kênh YouTube đấy là bị lấy trộm mọi người ạ. Mọi người nhớ tình biết không đấy, thôi mình không muốn nói nữa vì chuyện cũ qua rồi. Thì nó còn lấy trộm kênh của Huy và Huy đã mất kênh đấy và đã làm lại một kênh nữa, nhưng mà kênh này lại bị tắt kiếm tiền đấy. Thì thật sự là cái số phận hầm hưu là một, không phải là mình kẻ khổ đâu, nhưng mà như nào mình nói như thế đấy. Thì ai cũng thế mà, đi làm để kiếm tiền để nuôi gia đình, nuôi bố mẹ đúng không? Nhưng mà số phận của Huy là hiện tại là hơi đen tí, thực sự là chắc là thời cơ cũng chưa đến. Thì hy vọng là mọi người cũng sẽ sang để ủng hộ cho kênh YouTube của Huy nhé mọi người nhá. Đấy, kênh của Huy mình sẽ để trong phần mô tả và bình luận ở bên dưới mọi người nhá. Đến video này nhá. Đấy, hy vọng anh em sẽ ủng hộ cho tất cả anh em mình. Ok, hẹn em clip sau, bye bye.